bốn năm con nước này. Wow. Wow, cảm ơn Chúa. Yeah. Cảm ơn Chúa. Con nước 30 rồi thì bắt được là 6 triệu đó. Cảm ơn Chúa. 6 ngày, 5 ngày là được 6 triệu 2, 7 ngàn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Giống mà 100 ngàn mà một sư đồ cầu thai cho em đó là em đã bắt rồi đó. Cảm ơn Chúa. Amen. Ừ. Cảm ơn 2, Chúa. 2 con một ký thì giá nó 230 ngàn. Ừ. Con lớn đấy. Chị Diễm về đó, cho nên Thắng đó thì em gửi lên ăn đó, là vừa con tôm đó, chị biết đó. Tôm lớn đó. Chúc mừng chị Lượm. Và cũng vừa mới thả một thêm 100 ngàn con tôm giống nữa phải không? Tức là 100 ngàn con trước thì mình đã thu hoạch rồi. Mình thu hoạch rồi phải không? Chưa có hết đâu, mình bắt dài dài có khoảng cả chục tháng như vậy nó mới có hết đó. Wow, cảm ơn Chúa. Tốt quá. Nói vậy đó, hết 100 này rồi thì cái 100 mà em vừa thả thứ sáu tuần rồi là em sẽ bắt tiếp tục. Chị nó nói bắt hoài không bao giờ hết. Vậy là chúc mừng Lượm nha. Chúa ban cho cái cần câu thì bây giờ mình dùng cái cần câu và cái những cái lú, những cái mẻ lưới để mà thu hoạch, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho công việc của vợ chồng Lượm ha, cùng các cháu. Thì bây giờ cái người mà có kinh nghiệm mà để nuôi tôm này kia nó là thầy Tịnh thôi, thấy không? Cho nên sẽ mời thầy Tịnh thêm một lần nữa cầu nguyện cho chúc phước cho chị Lượm trước khi chị tôn vinh ca ngợi Chúa một bài hát ở trong vọng canh chúng ta sáng hôm nay. Kính mời thầy. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư. Dạ. Con xin cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Con cảm ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi để cho chúng con một ngày tươi mới. Chúa ơi, chúng là của chúng con. Sáng hôm nay con cũng được nghe qua lời của cơ đốc của Chúa là cô Lượm cùng với Tâm đã thả thêm một triệu con tôm, 100 ngàn con tôm nhỏ tiếp tục tại cái đầm tôm của anh Lượm và anh Tâm và chị Lượm tại Cà Mau. Cũng như lần trước, chúng con cũng hợp lực để cầu nguyện Chúa ban cho chị Lượm và anh Tâm trên cái đầm tôm anh mới thả và cho lại cái kết quả rất là tốt đẹp. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Và trong những ngày hôm qua, chị Lượm và anh Tâm cũng đã thả thêm là 1 triệu con tôm nữa. Con xin cầu nguyện Chúa ban cho chị Lượm và anh Tâm tại Cà Mau tiếp tục trong cái đầm tôm chỉ muốn thả 1 triệu trong những ngày hôm qua, của ban cho gia đình chị Lượm và anh Tâm là chăn nuôi nuôi tôm ở tại cái đầm tôm tiếp tục được bình an, cho chị được nhiều cái kết quả cùng với anh Tâm, nhiều cái kết quả nuôi tôm trong cái đầm tôm đó, thêm 1 triệu nữa tiếp tục. Chúa giang tay của sức dầu cho chị, cho anh Tâm trên cái đầm tôm đó luôn luôn là mang lại cái kết quả, để đó là cái cuộc sống hàng ngày vất vả của anh chị tại cái đầm tôm chị đang nuôi ở Cà Mau. Chúa thương anh chị, Chúa thương yêu, Chúa sức dầu, Chúa ban cho anh chị trên cái đầm tôm đó trong khi tiếp tục nuôi thêm 1 triệu nữa, tiếp tục mang lại kết quả. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôm vừa qua, cảm ơn Chúa. Con xin dâng lên Chúa lời biệt ơn, con tạ ơn Chúa. Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúc mừng chị Lượm nha. Vọng canh nghe những cái tin tức này rất là phấn chấn và sẽ nhớ đến gia đình Lượm trong công việc hàng ngày để Chúa phù hộ ban phước. Và từ những cái đơn sơ, cái liều thô sơ của mình mà Đức Chúa Trời sẽ cho xây nhà lên được. Chánh quyền đã cung cho, cấp cho mình đất mà bởi sự cho phép của Chúa thì Ngài cũng sẽ làm những việc khác nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, bây giờ thì mời chị Lượm sẽ tôn vinh Chúa một bản ca cổ ngợi khen Chúa ha. Amen. Mời Lượm mở cái microphone lên, Lượm nói mới nghe được. Rồi. Em
bản quay về với cha, cũng coi gì cũng có cha có mẹ gì, giờ cũng đang là còn bên cái người bên mẹ đây, em ca cũng Amen. Dạ. Mình tháng 5 là lễ mẹ, còn tháng 6 là lễ cha, cho nên có bao nhiêu bài lễ mẹ lễ cha đem ra đây hết. Cảm ơn Mỹ Linh đã giúp cho mẹ nha. Chúa ban phước cho Mỹ Linh. Amen. Ở nhỏ xíu lên ra. Qua tại tôi trôi nói xong vô dòng dùng bởi vì lời dành mãi dường trong lòng nào đâu xa mẹ già tâm hồn tôi giờ đây tan nát biết có cùng ai quay về thôi đợt chúa giêsu cho rằng những từ thay đổi cuộc đời tôi xin mời dừng chân dù trong đêm tối sẽ không bị phiền tình có đi bao thú vui trên trời chỉ lại đêm tan hắn khô cằn tâm quay lòng không có chúa coi mái chào dân quay về đi thôi đi đến chúa hay ngồi đang lối ta về đứng người ơi cuộc sống văn ta có muôn ngàn cam dù sẽ ngáo chìm linh hồn ta vào tội lỗi chung. Bài giặt tắt đầy đưa lên ngọn nến bấp bùng con gió thổi làm nén kia giặt tắt không tôi bao trùm suốt cả cuộc đời ta nhưng chúa rồi mời nào có đâu xa ngài chán tay giờ đó cả con thường trong sự ngỡ ngàng là bước qua bước mau quay về trong tay yêu thương Thiên Chúa tôi nhớ ngày xưa khi còn thơ dại cha mẹ nâng niu chiều rắc phần giờ hòa lắng cho con trong cái tuổi dậy thơ khổ nhọc chăm lo tự nhiên ăn giấc ngủ giọng hát mẹ ơi à giật lối giữa trời kêu lắm rồi con đặt thủ công chạy theo lối sống đầy nhiều tối lòi phải cha mẹ già nơi nhà tranh vô kha kỹ diễn viên mình mà quên mất cáo làm con tôi ngắm
chẳng đáng làm con của mẹ cha. Nay tôi được Chúa thương ban, lòng ba cay Chúa ơi vô bờ ban. Cha ơi, con trả về đây với tấm lòng ăn năn hối rồi, xin được cho con biết lắng nghe lời dạy răn của đấng chúng thân. Amen. Cảm ơn Chúa. Lời Chúa sáng soi rạng rỡ vô hình, Ngài dìu dắt các con còn đi lạc thôi. Mau bay về sau năm tháng xa, Chúa những từ xóa sạch tội ngày qua, tội lỗi của con, tội cha mẹ già yên. Lời của Ngài ơi, quan chúng quan đại, lời Chúa giờ đây con biết nói con cùng. Ôi vui mừng được Chúa thương tha, tội con mắt thiếu, tội không nghe lời Chúa dạy. Phải chưa? Đời này con chẳng hề quên và giữ gìn để ngày sao không hơi tiếc. Con xin Thánh Linh Chúa ở cùng con, dìu dắt các con trên bước đường về đất thánh, để con đi không hề vấp ngã, trọn đời con ở trong cánh tay Ngài. Ơi nắng nhu đôi lời, mau về bên Chúa xin Ngài thứ tha. Ta nên chăm sóc mẹ cha, làm con phải hiếu dạng trọn cơ quan. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Thấy chị Lượm hát bài này với nhiều cảm xúc quá ha. Chị Lượm được Chúa dạy dỗ điều gì ở trong bài hát này, xin mà chị Lượm chia sẻ và chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Như tinh thần của Côrintô thứ nhất đoạn 14, trong anh em chúng ta có bài ca, bài hát, bài giảng hoặc bài làm chứng hay bất kỳ điều gì trong buổi nhóm, hãy làm tất cả để được gây dựng. Chúng ta làm tất cả những điều này trên tinh thần lời Chúa dạy quý vị. Cho nên chúng ta sẽ nghe những điều mà tâm tình qua bài hát. Tôi đọc lại câu kinh thánh này để chúng ta biết vì sao chúng ta có những bài hát trong buổi cầu nguyện, có những lời làm chứng, có sự nhắc nhở nhau trong sự cầu nguyện. Bởi vì đó đúng với kinh thánh, là Chúa phán rằng hỡi anh em nên nói thế nào khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em ai có bài ca hoặc bài giảng, bài giảng dạy hoặc lời tỏ sự kính nhiệm, đó là những lời tiên tri đó, những lời tri thức đó, những lời khôn ngoan đó, hoặc nói tiếng lạ hoặc giải tiếng lạ chăng, hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Đây là tinh thần nhóm lại của hội thánh đầu tiên, cho nên chúng ta đang làm giữ theo những cái điều này, cho nên không có cái điều gì lấn cấn ở đây cả. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời Chúa dạy chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những điều mà tâm tình mà chúng ta thấy những giọt nước mắt rất là cảm động của chị Lượm khi hát bài này. Cái cảm xúc của chị như thế nào ở trong cái bài hát này và chị muốn chia sẻ với hội thánh, chúng ta cùng chia sẻ và cầu nguyện với nhau. Xin mời chị Lượm. Thì em ca cái bài này thì cũng đánh theo tâm lý của em nên em hơi xúc động. Bởi vì em không có còn mẹ nữa, mẹ em mất năm nay 10 năm rồi. Yeah. Thì em chỉ còn
Ở đây thì em không có dòng họ gì hết, chỉ có mấy em với ca, mà em ca thì thấy rồi cũng hơi xúc động, tại vì không có dòng họ thân thuộc gì hết, chỉ có mấy chị em, thì chỉ còn có cha em cũng 74 tuổi, cũng yếu rồi, ở với Út trai. Thì em thấy gì ca thì còn cha thì ấy, còn về mẹ thì em thấy hơi nhớ mẹ, bởi vì em không có còn mẹ nữa, nên em thấy hỏi thăm thì tan rã, nên cũng hơi buồn. Không mấy chị em à, dạ thì em cũng có bao nhiêu đó thôi, dạ. Phải. Vâng, chúng ta biết được tâm tình của Lượng, tấm lòng rất là thông suốt, trong suốt với Chúa nữa. Cho nên chúng ta cũng nhớ tới gia đình của Lượng ha, với tình cảm của Lượng với người mẹ quá cố, với gia đình. Có một cái điều an ủi là Lượng có một gia đình hội thánh, mấy chị em cũng là hội thánh, phải không? Rồi Vọng Canh cũng là hội thánh, cũng là một mái ấm của mình, phải không? Cho nên chúng ta không cô đơn, không cô đơn đâu. Cho nên chúng ta có một cái mái ấm gia đình hội thánh của Chúa. Chúng ta muốn gọi sao chúng ta gọi, mà nơi đó chúng ta thấy được sự ấm áp. Hội thánh, gia đình, tổ tế bào, hay tổ ấm, hay mái ấm, hay là điều mà Phaolô nói rằng người đồng quất với các thánh đồ, chúng ta đồng quất với các thánh đồ mà chúng ta thấy được ấm áp trong đó, thì đó chính là nơi chúng ta đang phải gắn bó thôi. Cảm ơn Chúa về điều mà Lượng tâm tình, thì sẽ mời Lượng cầu nguyện cho địa phương của mình nha. Lượng cầu nguyện cho hội thánh, đó là một cái sự thử thách nhẹ và tạm thôi. Hội thánh Vườn Nho cũng có, đang có thử thách, ở đâu cũng có thử thách hết, nhưng mà điều đó không làm cho chúng ta mất đi niềm vui, không làm cho chúng ta chán nản, không làm cho chúng ta tuyệt vọng, nhưng làm cho chúng ta được mạnh mẽ hơn. Thì sẽ nhờ Lượng cầu nguyện, cảm ơn Chúa và qua thông điệp của bài hát thấy được yêu thương của Chúa trên nhân loại, nhất là những người thân chúng ta đó mà qua đời mà không có Chúa, rồi những người thân chúng ta cho đến nay vẫn chưa có Chúa, những người nào còn sống mà chưa tin Chúa, thì qua thông điệp bài hát này xin cho họ trở về với Cha Thiên Thượng là Đức Chúa Trời. Sẽ nhờ Lượng cầu nguyện. Thứ hai là Lượng cầu nguyện cho hội thánh sẽ được phát triển, sẽ bước đi tiếp tục trong yêu thương, gây dựng nhau và sống chân thật với nhau. Đó là điều mà hội thánh nào cũng cần hết, chứ không chỉ là Rạch Gốc đang gặp thử thách đâu. Hội thánh nào trên toàn thế giới, hội thánh phổ thông, hội thánh Chúa nói chung trên toàn thế giới đang trải qua những ngày rất là khốc liệt, rất là khó khăn, bắc bớ, đủ thứ chuyện bên ngoài lẫn bên trong. Cho nên chúng ta cầu nguyện để chúng ta được đứng vững trong đức tin mà chống cự cùng kẻ thù nghịch chúng ta, là thế giới tối tăm, quyền lực của bóng tối. Vâng, xin mời Lượng cầu nguyện nha. Xin mời. Amen. Amen. Cũng xin phép để cầu nguyện, bởi vì hồi đó mẹ em cũng, em nghĩ là mẹ em cũng về với Chúa thôi, bởi vì đó gia đình em mới tin Chúa chỉ có 6 tháng thôi là mẹ em mất. Dạ Cảm ơn vì Chúa. nhà mẹ, dạ mẹ em bệnh, nó bệnh nên chúng em mới biết Chúa, rồi cũng Vậy mẹ đó. em cũng được lên một Mục Sư Bảo đó, hồi đó nhóm gì Mục Sư Bảo không à, Hallelujah. thì cũng cúng mẹ em được 6 tháng đó là khỏe mạnh bình thường, ăn uống bình thường, điều đó mẹ em phát lên mệt thì tối lại viện, tối lại mẹ em quay luôn, thì em cũng cảm được tin Chúa, cũng được về với nước Chúa. Mẹ em Hallelujah. đi cũng với Chúa chỉ có 6 tháng thôi, chứ nhưng Chúa cũng chữa lành cho mẹ em khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ, không bệnh tật gì hết, không mệt mỏi gì hết á. Chứ hồi lúc mà mẹ em bệnh nằm bệnh viện là bác sĩ coi là cái phổi với cái lá gan mẹ em là tiêu hết trơn rồi, là nó chết trong bệnh viện không đó, chứ không có bao giờ sống được 6 tháng đó. Mà rồi chị em tập trung tin Chúa cầu nguyện thì mẹ em sống được 6 tháng là khỏe Wow, mạnh. cảm ơn Chúa. Đi bệnh viện lần nào trong 6 tháng đó không có miếng thuốc nào luôn. Dạ thì cũng cảm ơn Chúa, mẹ em cũng được về với Chúa, mấy em đi gần đường Cảm được ơn thiệt. Chúa. Cũng Bị buồn thì bà trải qua cái bệnh gì mà bà phải đi, ra đi sớm vậy, chị Lượng cho biết được không? dạ em thì hồi xưa là đi đánh giặc đó, rồi mẹ em làm bên chắc nổ bơm mìn rồi đó, rồi bây giờ thì ảnh hưởng là bị cái phổi với cái lá gan mẹ là tiêu hết trơn rồi, bị cái tắc thuốc hồi xưa đó. Dạ
cái ti cái phổi với cái ti cái lá gan là hư hết rồi. Dạ. Nên là mẹ em, mẹ em lãnh lương lận tháng là 4 triệu mấy đó. Lương của mẹ em cao lắm, bởi vì mẹ em bệnh trong thân thể bệnh hết trơn rồi đó. Thì cũng cảm ơn Chúa, thì mẹ duy rằng mẹ em qua đời thì chị em cũng buồn mà nhưng cũng mừng, mừng vì mẹ em cũng về được với Chúa được 6 tháng. Dạ. Cảm ơn Chúa, đây là điều mà vui nhất đó, chúc mừng Lượng nha. Thì gia đình em đều tin Chúa hết, tất chị em cũng tin Chúa hết, dâu bốn người dâu cũng tin Chúa hết. Thì tin Chúa thì chỉ anh Tâm là người rể là tin Chúa thôi, ba người rể kia không có tin Chúa, chỉ có anh Tâm là người tin Chúa. Thì cháu là nội ngoại tin Chúa hết nha. Thì em thấy gia đình của em thì nếu Chúa đặt để cái gốc ở đó thì chắc em nghĩ cũng là thử thách thôi, nên em cũng tuy rằng ca gì em nhớ em tuổi vậy chứ em cũng không có buồn mấy, bởi vì em nghĩ là thử thách của Chúa cho chúng em vượt qua những lúc khó khăn mà chứ không có gì. Nên em cũng sư cũng nói cho em hiểu được để em không có phải gánh nặng hay là nghĩ cái điều tan giả hay như thế nào. Cũng cảm ơn điều đó, hồi nãy sư nói thì em cũng hiểu được chứ. Lúc trước em nghĩ không biết hội thánh nó tan giả như thế nào nữa, em cũng buồn lắm, mà nhưng mục sư hồi nãy nói em cũng hiểu được, thì chắc cũng là thử thách hay là như thế nào mà Chúa làm thì em không biết. Thì em cứ em cầu nguyện. Amen. Không bao giờ nào Chúa. Cầu nguyện nói chung cầu nguyện hoặc là phai được. Thì em cũng cảm ơn Chúa. Chúa đặt để cho Lượng cái lòng cưu mang cho hội thánh thì Lượng cứ cầu nguyện đi, còn công việc của Chúa thì Chúa sẽ có cách an bài cho mình ha. Với lại cái mình coi cái sự chia ly hay là tan rã của một hội thánh, một tổ chức, thật ra nó là cái sự phát triển thêm, nhìn theo mặt tích cực. Ví dụ như mình có một hội thánh thôi, mà bây giờ cái hội thánh đó xé nó làm hai, có nhóm này thì đi trong cái ý tưởng của người lãnh đạo, còn cái nhóm kia thì không có đi theo ý tưởng của người lãnh đạo, nhưng mà tự chung là không ai bỏ Chúa hết. Quan trọng là không ai bỏ Chúa, cái mà đáng trách là có người bỏ Chúa, nhưng mà không ai bỏ Chúa hết. Họ đi đâu? Họ đi nhóm ở một cái cộng đồng mà họ thấy thích hợp. Như vậy thì hội thánh Chúa có lời chứ, phải không? Có lời chứ đâu phải là lỗ đâu. Từ một mà thành hai, phát triển ra. Cho nên mình nhìn cái hướng tích cực đó thì mình mới vui được. Cho nên điều này sư muốn chia sẻ với Lượm. Cảm ơn Chúa, mình nhìn cái hình cái việc này với cái hướng tích cực để mà mình cầu nguyện cho. Hồi đó là có một thôi, bây giờ Chúa thấy phải phát triển là hai nơi. Hồi đó chỉ có một chỗ Esai thôi, bây giờ phát triển ra ở cái chỗ của anh Thảo đi. Cho nên chúng ta sẽ có hai nhóm, và công việc ở một cộng đồng, của một cái nơi, một cái nhóm, một cái chỗ mà mình thấy mình thích hợp thì mình ở trong cái gia đình đó, một cái nhóm đó, một cái cộng đồng đó. Cho nên chúng ta sẽ cầu nguyện theo cái hướng tích cực là cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng con có thêm một cái nhóm nữa, một cái hội thánh nữa. Do vậy chúng con xin Chúa cho sự hiệp một, sự đoàn kết lại, dù không có nhóm chung, nhưng mà hello, xin chào, có tôm cá này, bữa nào cua này ngon lắm nè, ăn với nhau, chia sẻ với nhau, đến với nhau một cách chân thật. Đó là điều mà chúng ta mong, chứ đến với nhau mà trong bụng toàn là gươm giáo, toàn là ba chỉa rồi thấy ghê quá. Cho nên chúng ta đến với nhau và chúng ta ăn tôm cua chân thật với nhau vui vẻ, rồi xong mạnh ai nấy đi nha, ai nấy đều lo công việc Chúa ở địa phương của mình rồi thì tốt. Còn nếu mà Chúa làm tốt hơn là Chúa cho chia ly tạm thời, rồi gặp nhau, rồi cùng với nhau tiếp tục xây dựng hội thánh của Chúa, thì đó cũng là sự hiệp một. Trở lại như câu chuyện của ông Phaolô Sila, thì Phaolô và Barnaba, Barnaba thì muốn dẫn Mác đi, dân Mác, còn ông Phaolô thì muốn dẫn Sila, và thì cuối cùng thì hai bên là không đồng ý với nhau, rồi thì hai ông vẫn là hai nhà truyền giáo và hai ông đi hai hướng, rồi thì công việc Chúa được phát triển qua Phaolô, qua Barnaba, phải không ạ? Cho nên chúng ta vui về điều đó, chúng ta cầu nguyện cho hội thánh ra rạch gốc nè, cầu nguyện cho những người dân ở rạch gốc chưa biết Chúa, cầu nguyện cho tình yêu thương, cầu nguyện cho những anh chị em trong gia đình được hòa thuận với nhau.
Chúa chữa lành những cái sự rạn nứt trong gia đình. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Vâng, bây giờ mời chị Lượm ha. Bài hát rất hay, rất ý nghĩa. Chúng ta cũng cầu nguyện. Amen. Với Lượm, với cái cảm xúc mà nãy giờ Lượm có đó, bây giờ mới thấy nụ cười đó. Thì chút nữa mình cầu nguyện cho những cái gì mà mình cảm xúc ở trong cái bài hát, Chúa nghe hết những cái điều đó, rất là đáng trân trọng trọng. Bây giờ mình chúng ta hiệp ý với Lượm nha, xin mời chị Lượm cầu nguyện. Amen. Em cũng vừa nói cái vụ mà hai mình được hai điểm nhóm cũng là lời mừng. Amen. Thì em cũng nghĩ điều á, em cũng mừng bởi vì em là người mẹ ruột của em cũng về với Chúa mười mấy năm nay rồi, thì em cũng cảm ơn Chúa, Chúa cũng bù lại cho em cũng là hai người mẹ. Mà thương em như là con gái vậy em, bởi vì em tới hai bà già chồng lận. Cha của Mỹ Niều Quang Hy là chồng trước của em cũng qua đời. Qua đời hồi đó em mới có 22 tuổi thôi. Đó. Thì bển già coi em như con gái. Và bên chồng trước em là về là như con gái, anh Tâm là rể không đó. Dạ em cũng cảm ơn Chúa mà một sư nãy nói được hai cái điểm nhóm như vậy cũng là vui, thì em cũng hiểu nhớ ra Chú cho em mất một người mẹ, nhưng Chú cũng đền để cho em được hai người mẹ là mẹ của bà nội của cha Mỹ Niều Quân Hy và cũng bà nội của Chí Tức với Mỹ Linh. Thì em cũng cảm ơn Chúa điều đó. Em cũng không mất mát gì, em cũng còn còn lời. Em cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Chúc mừng thầy chị Lượm. Hôm nay thì Chúa cũng cho Lượm có được cái hy vọng, cái sự vui mừng qua những cái ngày cư mang. Bây giờ thì là lúc mà mình vui mừng tiếp tục cầu nguyện cho hội thánh. Nhưng mà với những cảm xúc mà qua bài hát hồi nãy thì Lượm tiếp tục cầu nguyện cho công việc Chúa và những người thân trong gia đình chưa biết Chúa. Vâng, chúng ta cầu nguyện ha. Xin mời Lượm cầu nguyện. Amen. Em cầu nguyện ạ. Dạ. Tại ban ngôi Chúa trời là con, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho con hiểu biết và học được những gì chúng con hiểu biết hơn nữa, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho con có tấm lòng không còn phải buồn bực, không còn phải nghĩ xa nghĩ gần nữa, Chúa ơi. Con sẽ dâng lên Chúa, cho con có tấm lòng dâng lên cho Chúa. Con không làm được những điều gì hết, chỉ có Chúa là đáng làm được tất cả cho con, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Con tin rồi, những câu mang, những lời cầu nguyện của các mục sư, những anh em trên phòng Zoom cầu thai cho con thì được Thánh Linh của Ngài cho chúng con, cho con nhiều hơn nữa, Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa. Con tin những gì, những điều mà con hiểu biết là Chúa đã cho con hiểu, những gì mà con đã làm, Chúa ơi, con tin rồi Chúa cho con làm một điều đúng đắn nhất khi gần chúng con là người bị sa ngã hay sai những điều gì với Chúa, thì Chúa cũng tha thứ những tội lỗi, những sai lầm của con, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Những lời cảm xúc, những bài ca mà con đã dâng lên, con ca những bài ca của Chúa đã viết ra cho con, thì con thấy mình được thấy hạnh phúc nhiều hơn, được vui vẻ nhiều hơn những gì con đã làm được điều đó. Tuy rằng con không có làm được những gì, nhưng con cũng có tấm lòng biết ham muốn để ca bài của Chúa, lời của Chúa để khích lệ, để nghe hiểu biết hơn nữa. Lời của Ngài cũng ý nghĩa cho đời sống của chúng con, cho con được vững vàng hơn, được hiểu biết hơn nữa, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Con tin rồi, hội thánh của con Chúa sẽ cho hiệp một lại là một, Chúa ơi. Hội thánh mà Chúa mở thì không phải Chúa đã. Con tin rồi Chúa sẽ mở ra rộng hơn nữa, để cho chị em chúng con sẽ hiệp một với nhau để cầu nguyện, để phong công với nhau, để đi em chúng con như trước kia đi truyền giáo, đi rao giảng lời của Ngài, đi cầu nguyện cho những người bệnh, Chúa ơi. Con muốn chúng con sẽ quay lại như cũ, quay lại như ngày xưa, để chị em chúng con có thể Amen. Yêu thương nhau, tuy gặp khó khăn nhưng chị em chúng con yêu thương và hiệp một, đức tin của chị em chúng con mạnh mẽ hơn, sẽ không phải xếp đón như bây giờ. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Con tin rồi Chúa sẽ hồi phục lại hội thánh này, sẽ là một hội thánh này, sẽ là mạnh mẽ hơn nữa. Hội thánh này sẽ là người dẫn dắt để đi đến một con đường của Chúa thật là dài hơn nữa, Chúa ơi. Con tin rồi. Con cũng cầu nguyện cho hội thánh quận 2 ở Sài Gòn đang xây rồi, Chúa cho mở hội thánh ra, thì hội thánh đó, con tin hội thánh quận 2 sẽ là một hội thánh nhiều người đến tin Chúa hơn nữa, Chúa ơi. Chúa cho mở ra thì được nhiều người tin Chúa, những cái ghế trống nó sẽ không còn, sẽ không còn một cái ghế trống, cũng không còn một chỗ trống nào nữa, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Con tin rồi Chúa cho xây dựng thánh lên bự, thì Chúa cũng gặt hái phong của Chúa thánh nó thật là nhiều hơn nữa, để hội thánh được Chúa cứu, được lời của Chúa giao giảng, lời của Chúa nhiều hơn nữa, những người xung quanh đó sẽ được sự sức dầu của Chúa, được tin Chúa, lời của Ngài hơn nữa, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa cũng cho con có tấm lòng biết yêu thương gia đình và mẹ của mình, dù
không phải là ruột gà, nhưng Chúa cũng cho con có tấm lòng yêu thương và đùm bọc mẹ mình nhiều hơn. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Con tin rồi chị em chúng con ai cũng có mẹ, ai cũng sẽ có tấm lòng được yêu thương, được để chia sẻ với mẹ mình nhiều hơn nữa. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa cũng cho những chị em chúng con đến với Ngài, yêu thương Ngài nhiều hơn nữa. Chúa ơi, xin Chúa mở tâm trí của con, để con không còn phải gánh nặng, không còn phải buồn bực hay là lo âu những gì nữa hết. Chúa cho con có tấm lòng sẽ dâng lên cho Ngài, dâng lên cho Ngài chúng con không làm được. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Con sẽ dâng chị em chúng con. Con cảm ơn Thầy Thịnh đã cầu thay cho những gia đình con, cô mang cho gia đình con, để gia đình con sống được tốt hơn, được hòa nhã hơn. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Xin Chúa cũng cho con có tấm lòng yêu thương chị em chúng con, để chia sẻ những gì mà chị em chúng con nói cho con hiểu biết, để cho con tiếp thu nhiều hơn nữa. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa sẽ chúc phước cho những chị em chúng con trên phòng Zoom đêm nay được sự sức dầu mới của Ngài nhiều hơn, được một ngày làm được tốt đẹp hơn nữa. Con cảm ơn Ngài. Con sẽ dâng chị em chúng con lên cánh tay quyền năng của Ngài. Chúng con hiệp ý trong sự cầu nguyện dân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Lượm đã cầu nguyện. Và sau chút nữa chúng ta sẽ hát một bài hát, rồi chúng ta sẽ trở lại trong phần cầu nguyện của Diễm. Mời Diễm sẽ cầu nguyện cho Hội Thánh, cho các chị em, cho sự sinh hoạt của Hội Thánh, và nhất là tiệc cảm tạ của chúng ta sắp tới đây. Và cho chúng ta có một sự ăn khớp cùng làm việc với nhau. Chúa ban phước cho sự hòa thuận ở trong quý con dân của Chúa. Và nơi nào cũng đang cần, rất là cần cái điều đó. Chúng ta hát một bài hát rồi chúng ta sẽ trở lại ở trong cái sự cầu nguyện. Chúng ta trở lại với cái bài mà hồi nãy giới thiệu với lại quý vị. Tôi rất là thích cái bài này, ơn thương xót Chúa tuôn đổ. Thì chúng ta có bắt đầu bằng cái chữ hey vô, giống như kiểu cowboy mà kêu mọi người để hô hào mọi người đó. Thì bây giờ mình đổi thành Giêsu để cho nó thật sự là ý nghĩa, mình kêu danh Chúa mà. Thì bài hát này sẽ đưa vào trong những cái bài ngợi khen sắp tới của Hội Thánh. Bài này được dịch từ năm 2008. Một lần nữa chúng ta sẽ hát lại bài này trong chương trình cầu nguyện sáng hôm nay. Hồi sáng sớm chúng ta có hát qua một lần rồi. Ở bên miền Đông thì Thu Hồng ráng nghe tập nha. Bài này rất là vui và hào hứng đó, ai cũng có thể hát được. Giêsu, Cha luôn xót thương đời con. Giêsu, nhận lòng ơn Chúa ban. Giêsu, con vui sướng Chúa công nhận Ngài. Khắp nơi trần gian đón tình yêu đến từ thiên đàng. Khắp nơi trần gian hương thơm thương xót Cha. Khát khao đời con ngóng nhìn xem nhà này. Khắp nơi trần gian đang tình yêu đến từ thiên đàng. Khắp nơi trần gian hương thơm thương xót Cha. Khát khao đời con muốn nhìn xem dân này được hy vinh. Hey yo, Cha luôn xót thương đời con. Giêsu, nhận lòng ơn Chúa ban. Giêsu, con vui sướng tôn tôn dân trong danh Ngài.
series bài luôn quý vị, rất là nhiều bài mà tôi chuyển ngữ từ giai đoạn 2005 cho đến trước khi sang Mỹ, nhiều lắm những cái bài này ở trong cái giai đoạn đó. Tạ ơn Chúa chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cùng với cô Diễm. Chúng ta cầu nguyện cho công việc Chúa ở Hội Thánh. Chúa ban phước cho Hội Thánh bước đi trong yêu thương và năng quyền của Chúa trong những ngày sắp tới. Không biết Diễm có điều gì muốn khích lệ Hội Thánh, chia sẻ với Hội Thánh thì hay là muốn Hội Thánh cùng cầu thay giờ này không? Xin mời Diễm. Cảm ơn Chúa. Thì Diễm về Việt Nam cũng có thời gian tâm tình với anh Thắng và chị Tường Vân, thì ảnh cũng trải qua những sự đau đớn khi mà Hội Thánh bị chia rẽ. Với tư cách là người chân bày thì cũng rất là buồn, và nhưng mà chị em tâm tình với nhau, ảnh cũng tâm tình rồi nhận ra một điều rằng Chúa giao bày cho mình. Rồi mình cứ trung tính mà mình trang bày, rồi giống như là mình được nghe một sư hùng giảng, người chăn thì có nhiệm vụ dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi mấy nước bình tĩnh, còn con chiên thì tự nó phải đến uống nước và tự nó phải ăn. Còn con chiên nào nó không muốn uống, không muốn ăn thì mình không thể đè nó ra, mình ép nó, mình nhét cỏ vô miệng nó được. Cho nên Chúa dạy cũng nhiều điều, mình cứ làm trọn trách nhiệm của mình là trung tín, mình cứ làm hầu việc Chúa tấm lòng ngay thẳng mình đối với Chúa. Anh thấy được lòng nhẹ nhàng hơn, không còn đau đớn, không còn trăn trở như những ngày đầu nữa. Bây giờ cảm ơn Chúa, Chúa dùng anh trong công việc khác. Hồi xưa một mình phải lo rất là nhiều hội thánh, đi khắp nơi, nhưng mà bây giờ thì Chúa kêu gọi và ở trong hội thánh của mình để lo cho hội thánh của mình. Và Diễm cũng khích lệ anh, nếu anh có thời gian và cầu nguyện Chúa cảm động thì anh đến hợp tác với mục sư Lê Minh Phương trong việc thờ phượng Chúa. Thì anh nói để cầu nguyện Chúa dẫn dắt, tại vì như vậy thì khỏi phải đi xa. Bây giờ mẹ Diễm cũng yếu đó, cho nên cũng không có đi xa hoài được, ở nhà mẹ có một mình thôi. Cho nên Chúa cũng dùng mọi cách để tấm lòng anh Thắng. Mà lúc trước ba mẹ Diễm mặc dầu bệnh ở nhà, nhưng mà công việc Chúa kêu gọi là anh đi, đi với tấm lòng không có gọi là nề hà công việc Chúa gì hết. Mình nói đây có chị Lượm biết đó, ảnh đi hầu việc Chúa là không có sợ gian khổ hay là gì hết. Nhưng mà đúng lúc, đúng thời điểm thì Chúa kêu gọi ở nhà để bắt đầu chăm sóc gia đình, rồi hội thánh tại gia đình. Thì Diễm nói cái điểm, những cái trung tâm của mục sư Lê Phương cũng gần, cho nên thay vì hồi đó đi xa thì bây giờ thì đi gần hơn, thì cũng là hầu việc Chúa. Thì trải qua bao nhiêu cái thử thách, hội thánh có chuyện này chuyện kia, anh chị cũng buồn lắm, nhưng mà cảm ơn Chúa, người hầu việc Chúa vẫn cứ phải tiến lên, tiến tới và tiến bước, giống như bài giảng mục sư Đông đó. Không có vì điều đó mà ngừng lại, không có vì điều đó mà lăn tăn trong lòng. Tại vì mỗi người mình, từ người lãnh đạo cho con chiên, đều phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa với những cái gì mình làm đối với nhà Chúa. Cho nên anh Diễm cũng tâm tình rất là nhiều, hai anh em cũng có thời gian rất là nhiều để tâm tình, để khích lệ. Và Diễm cũng có dịp để ở nhà của mục sư Tấn được một đêm, thì Diễm với mục sư với chị Hà cũng tâm tình rất là nhiều. Mục sư cũng biết là Hội Thánh Vườn Nho mình cũng trải qua những ngày vừa qua cũng có những người nòng cốt không còn nhóm trong Hội Thánh nữa, và mục sư nói tôi còn bị nhiều hơn, tôi còn đau hơn nhiều nữa. Cưu mang chăm sóc họ lớn lên, họ đến với nhau, kết nghĩa vợ chồng, rồi cái họ bỏ đi thôi, bỏ ngang vậy đó, không biết lý do gì luôn. Vợ chồng mục sư cũng rất là bị tổn thương và buồn, nhưng mà sau đó ngồi lại thì cũng tâm tình nói ra, cũng giống như Diễm vừa nói chuyện của anh Thắng Diễm thôi. Và mình rút ra được một bài học là hội thánh giống như một cái trạm dừng chân
một cái nơi bệnh viện vậy, đón nhận người rồi xong người đó khỏe mạnh, người đó đi, cảm ơn Chúa, họ đi, họ khỏe mạnh, họ đi khi mà họ được lành lặn họ đi, mình phải cảm ơn Chúa vì điều đó. Amen. Rồi mình lại tiếp tục đón người khác, rồi Chúa cho người nào gắn bó với Thánh thì Chúa sẽ làm điều đó, chứ mình không phải là cái người làm cho cái lòng họ gắn bó với mình được, chỉ có Chúa thôi. Cảm ơn Chúa, một sư nói là cũng trải qua nhiều sự tổn thương lắm, cũng đau đớn, nhưng mà mình vượt qua, lại tiếp tục hầu việc Chúa, lại có những người, và nhìn vào những cái tấm lòng của những người Chúa đưa đến, lại làm cho mình hăng say hầu việc Chúa tiếp tục. Đó là cái con đường hầu việc Chúa đó mọi người. Giống như bữa Chủ nhật mình mới vừa nghe một sư Nhật giảng, khi mà bà Marie bà đang sống một cái cuộc đời rất là vui vẻ, đúng không ạ? À? Sắp sửa cưới chồng, rồi một người sống trong một cái thôn làng của mình bình dị êm trôi, nhưng mà sao khi mà Chúa đến giao cho bà sứ mạng đó, thì lúc đó bà có thể nói không, đúng không? Nhưng mà bà đã nhận cái sứ mạng này, và từ đó bắt đầu những cái chuỗi ngày thử thách rất là gian nan. Khi mà bà nhận cái trách nhiệm, cái công việc Chúa giao rồi, thì cái hành trình của bà vô cùng khó khăn. Diễm nghĩ đến cái chuyện mà một người phụ nữ sắp sanh mà ngồi trên người, ngồi trên lưng một con la, mà đi từ thành phố này đến qua một cái dặm đường dài để đi đăng ký cái sổ hộ tịch của mình đó, theo lệnh của vua đó. Cái con đường rất là kinh khủng, cái đó là về thể xác nha, còn về tinh thần nữa đó. Cho nên là cái người hầu việc Chúa cũng vậy, khi bắt đầu mình chọn con đường hầu việc Chúa rồi đó. Ở đây Diễm không nói về với người mục sư nha, không nói về truyền đạo. Tất cả con dân của Chúa, khi mình chấp nhận đứng trong hàng ngũ của những người hầu việc Chúa rồi, làm công việc Chúa rồi, thì bắt đầu có nhiều khó khăn xảy ra lắm, nhưng mà cái đó để cho mình lớn lên hơn, để Chúa rèn luyện mình hơn. Và khi Diễm nói chuyện với những người hầu việc Chúa đó, thì ai cũng từng trải qua những cái điều tổn thương, những điều đau buồn, nhưng mà Diễm nhớ cái bài hát rằng hầu việc Chúa đó chắc chắn đau buồn không thiếu, nhưng mà hầu việc Chúa đó chắc chắn vui mừng khôn xiết luôn. Và cái sự vui mừng mà mình có nó lớn hơn những cái điều đau buồn mà mình phải trải qua. Cho nên cảm ơn Chúa, phòng cầu nguyện mình vẫn còn vững vàng cho đến ngày hôm nay, bởi vì mình nhìn xem Chúa Giêsu thôi, không nhìn xem con người. Và anh Thắng Diễm cũng có gửi lời cảm ơn thăm đến phòng cầu nguyện, phải có cầu nguyện cho Thánh Vườn Nho tại Việt Nam trải qua những ngày khó khăn, thì cảm ơn Chúa, Chúa cũng giúp đỡ để vượt qua. Và anh Thắng có nói rằng anh nể phòng cầu nguyện của Arizona luôn á, bền bỉ trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn còn đó. Tại vì anh biết ở Việt Nam đó, ngay cả chính anh cũng vậy nè, cũng có những phòng cầu nguyện có nhiều mục sư lắm nha, mà còn không trụ nổi đó. Tại vì nhiều người, nhiều công việc, rồi đến cầu nguyện rất là mạnh mẽ, nhưng mà cái sự bền đổ nó quan trọng lắm, không giữ nổi lâu như vậy. Và anh nói rằng anh nhìn thấy phòng cầu nguyện của Arizona mà anh được khích lệ lắm. Amen. Cảm ơn Chúa. Bền đổ của mọi người trong phòng cầu nguyện, yeah, đó, anh ngạc nhiên. Yeah. Wow. Và Diễm cũng nói với anh rằng cái đó là chuyện tất nhiên mà, thay vì mình cầu nguyện ở nhà một mình thì giờ mình tụ lại mình cầu nguyện. Anh ngoại trừ mình không bao giờ mình cầu nguyện thì mình thấy cái điều đó nó khó, nhưng mà mình sáng dậy mình phải cầu nguyện để cho một ngày mới, cho việc đi làm, cho gia đình, thì mình tụ lại với nhau mình cầu nguyện. Và Diễm nói lúc mà những ngày đầu mở phòng cầu nguyện thì Diễm với một sư đông nói với nhau rằng nếu không có ai cầu nguyện thì mình vẫn cầu nguyện, tại vì đây là cái giờ cầu nguyện của mình, đơn giản vậy thôi anh. Amen. Cho nên anh chị, anh Diễm với Diễm cũng có tâm tình và chia sẻ với nhau rất là nhiều điều, và cũng có thời gian để tâm tình với
chị Hà với mục sư Tấn, và mục sư Tấn cũng mong có ngài mục sư Đông, Diễm, gia đình Thúy Vi, Thiên Ân và bé Vích nữa, mục sư bé Vích nữa đến để chung vui với hội thánh, đến để thông công và có dịp qua để mục sư Tấn dẫn đi vô tù, rồi dẫn đi nhiều nơi nữa chứ không phải vô tù không. Ngài hứa. Cho nên cảm ơn Chúa vì sự nối kết này, và tấm lòng của mục sư và chị cũng rất là mềm mại, vượt qua mọi thử thách khó khăn thì ông bà vẫn hầu việc Chúa, vẫn vững vàng. Cho nên Diệp có vài lời tâm tình với phòng cầu nguyện buổi sáng hôm nay về tấm lòng người hầu việc Chúa. Khi mình chấp nhận con đường hầu việc Chúa thì bắt đầu khó khăn, và mình cảm ơn Chúa là bắt đầu khó khăn để Chúa bắt đầu huấn luyện mình. Giống như mình có những đứa con đi, nó đang sống trong vòng tay của mình, nhưng mà bắt đầu nó đăng ký đi lính rồi đó. Rồi bắt đầu một chặng đường vô cùng khó khăn, gian khổ. Nhưng mà sau khi nó trở về thì nó là một người trưởng thành vô cùng luôn. Nó phải chịu rèn luyện như vậy. Giống như Yahoo đang học gọi là tàn tàn như vậy, ảnh học ảnh tỉnh bơ, nhưng mà bắt đầu bước vô cái con đường học vấn cao hơn thì bắt đầu mất ăn mất ngủ. Và cảm ơn Chúa, Chúa cũng gìn giữ cháu được về tối hôm qua được mọi sự bình an. Cũng xin chia sẻ cái sự bình an giống như sáng hôm nay mục sư Đông có nói về sự bình an. Chúa nói Chúa để sự bình an, Chúa nói Chúa cho sự bình an, Chúa ban sự bình an. Chúa nói nhắc đi nhắc lại cái điều gì á là cái điều đó rất quan trọng nha ông bà chị em. Amen. Hôm qua Yahu về tới nhà, Yahu có một túi quà luôn, cái Yahu để trong phòng. Nhưng mà Yahu để trong phòng chưa có nghĩa là Diễm, mục sư Đông với Sam được hưởng cái đó, tại vì quà đó vẫn còn của Yahu. Nó nói còn để trong phòng á, có nghĩa là Diễm chưa được đụng đến. Khi nào nó cho thì cái đó mới thuộc về Diễm. Amen. Cũng nói như vậy, Chúa để sự bình an, và chắc chắn có nghĩa là sao? Nó ở đó rồi. Khi mà Yahu nói là con để món quà trong phòng, Diễm biết chắc là nó ở trong phòng rồi. Giống như Chúa nói là Chúa để. Còn khi nào Chúa nói ta cho, ta sẽ cho, thì nó vẫn còn ở trong nơi của Chúa. Nhưng mà Chúa nói Chúa để có nghĩa là nó đã có rồi, ông bà chị em. Và Chúa nói Chúa cho, và khi Chúa nói Chúa ban á thì thôi rồi, mình chắc chắn nhận được. Khi mình mở rộng tay, vòng tay của mình ra, mình đón nhận thì sẵn sàng mình có. Khi mà dùng chữ ban á thì nói về cái địa vị giữa người cho và người nhận, người có quyền cho và người được nhận. Cảm ơn Chúa. Cái sự bình an mà Chúa cho đó, để Diễm làm chứng lại ngày hôm qua, Yahoo á được Diễm đặt cho chuyến bay là 10 giờ sáng, nhưng mà vì anh chàng học quá cực, với lại cái việc về nhà nó cũng đột xuất, đáng lẽ không được về đâu. Tháng 8 Yahoo mới được về, nhưng mà về có vài sự thay đổi ở trong trường, cho nên Yahoo được về 2 tuần, cho nên lực đực đặt vé cho ảnh về. Và ảnh những cái kỳ thi final cuối cùng nó quan trọng mà nó rất là nặng nề, cho nên giờ cuối ảnh mới thi xong, ảnh mới có thời gian để ảnh mới dọn dẹp phòng của mình, trả lại phòng cho họ, rồi bỏ đồ vô thùng rồi đi gửi. Cho nên đợi đến giờ cuối và làm chuyện đó, tại vì Yahoo á sẽ trở lại trường nữa thì Yahoo đồ đâu mà xài. Thì một lần tình cờ ngồi ở trong phòng học buổi tối hôm đó, Yahoo nói buổi tối hôm đó sao con muốn lên cái phòng học chứ con không học trong phòng, thì con nghe hai sinh viên nói chuyện với nhau rằng nếu mình đi về đột xuất vậy mình cũng có chỗ để mình gửi đồ. Ảnh mừng quá chừng luôn. Thế là ảnh gom 2 cái thùng mà để xài đó, đi đến cái nơi để ảnh gửi. Chứ ảnh nói nếu mà không có nghe được câu chuyện đó thì một là mình phải bỏ đồ, hai là con phải gửi lại, thì con lên con có đồ con xài lại phải mua tốn tiền. Chú cũng dẫn dắt. Thì giờ cuối mới lên thì làm mọi thủ tục là trễ ra phi trường, trễ máy bay, bay mất tiêu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Yahu rất là bình tĩnh và Yahu rất là bình an, không có một lời phàn nàn hay là hoảng sợ gì hết. Và cuối cùng á, thay vì 12 giờ trưa về đến Arizona thì 12 giờ đêm Yahu mới về đến Arizona. Họ đặt lại cho Yahu chuyến bay đi qua tới tận Florida,
rồi từ Florida chạy về Arizona. Cho nên á, cháu vẫn về nhà được ngồi sự bình an, vui mừng, không phàn nàn nha, lúc nào cũng cười cười, cảm ơn Chúa, con được đi first class luôn, con được đi cái ghế to luôn từ từ New Jersey đi qua Florida và về Arizona. Họ kêu con phải đóng tiền tại vì máy bay đầy chỗ rồi. Mà biết con đóng nhiêu không anh? Tới 2 đồng lận á. Cháu đóng có 2 đồng cháu được đi về. Và qua đây Chúa cũng nhắc nhở cháu là làm cái gì cũng phải, đừng có đợi đến giờ cuối. Rồi cháu được Chúa cũng nhắc nhở nhiều điều trong cái chuyện bị mất chuyến bay đó, bị lỡ chuyến bay đó. Cho nên cảm ơn Chúa, cái sự bình an Chúa cho quan trọng lắm bà anh chị em. Nếu mà không có sự bình an là rối tung lên, và Diễm ở đây cũng sẽ rất là rối. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi mình bình an rồi thì Chúa giải quyết mọi việc. Dù nó cái cô đứng trước mặt con, cổ cũng bị miss, bị lỡ chuyến bay, và cổ làm xong rồi mất thời gian nhân viên này kia kia nọ, nhưng mà con cứ sắp hàng thôi, tới con thì vô làm bình thường. Cảm ơn Chúa, Chúa cho Dù về được bình an, Chúa cho Dù thi đó. Dạ, và Chúa cũng ban cái vô tấm lòng mềm mại trong để đối diện mọi chuyện, và Diễm biết rằng Chúa đang huấn luyện Giê-hu để Giê-hu mạnh mẽ hơn đó, để Giê-hu tự lập hơn, để Giê-hu trưởng thành hơn. Cảm ơn Chúa vì điều đó, và cảm ơn Chúa là Chúa đã để sự bình an lại cho mình rồi, và Chúa cho mình rồi, Chúa ban cho mình rồi, và mình có nhận hay không là quyền của mình. Cho nên cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay qua sự cầu nguyện tâm tình của anh chị em và những lời Chúa nhắc nhở qua mục sư buổi sáng hôm nay, và qua cái sự tâm tình của chị Lượm, mình rất là cảm động. Một người phụ nữ trẻ 22 tuổi mà chồng qua đời rồi nuôi con nhỏ. Wow, nếu chị không nói ra mình không biết chị cũng đã từng trải qua một cái thời một cái khoảng thời gian rất là đau đớn. Nhưng mà cảm ơn Chúa hôm nay chị vẫn vững vàng. Mất người thân của mình, mất chồng của mình, rồi mất mẹ nữa. Trong đây có những người chị em chúng ta cũng trải qua cha mẹ ra đi, nhưng mà cảm ơn Chúa tại sao mình vẫn còn được vững vàng tới ngày hôm nay, là bởi ơn của Chúa, bởi tình yêu của Chúa, bởi sự chăm sóc của Chúa. Cho nên xin Chúa cũng dùng mình, để mình dùng cái tình yêu đó, sự chăm sóc đó, để mình yêu và chăm sóc người khác, những người đôi khi cái hoàn cảnh họ còn tệ hơn mình nữa đó. Nhưng mà Chúa dùng mình, Chúa ban cho mình cái gì thì mình dùng cái đó, mình sử dụng cái đó để mình chăm sóc lại người khác, làm cho Chúa đẹp lòng. Và dầu có chuyện gì xảy ra thì mình cũng biết chắc rằng có Chúa là có tất cả, và không có Chúa mình mới khổ á. Và trong cơn hoạn nạn mình có Chúa mình không có khổ, nhưng mà trong cái những cái điều hạnh phúc mà mình nghĩ là điều tốt đẹp mà không có Chúa đó, cái điều đó mới là đau khổ đó. Cho nên cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay được tâm tình với phòng cầu nguyện, và xin Chúa an ủi những tấm lòng tan vỡ và hàn gắn những tấm lòng tổn thương, để chúng ta đến với Chúa, đến với nhau có Chúa, và đến với Chúa có nhau trên con đường hầu việc Chúa này. Amen. Amen. Thấy Tuyết Hương cũng muốn nói điều gì nè, mời Tuyết Hương. Tuyết Hương ơi, trước khi chị Diễm cầu nguyện, Tuyết Hương có điều gì muốn tâm tình rồi mình cùng cầu nguyện với nhau ha. Dạ, Hương kính chào mục sư, chào bà nội, chào phụng thầy cầu vọng canh. Thì Hương cũng được cảm động cũng trong cái lời tâm tình của chị Lượm, trải qua cái sự mất mát, và khi mà hội thánh có những cái chia nhau chia lìa như vậy. Bản thân Hương á, thì trong thời gian đó Hương cũng có trải nghiệm với nuôi đứa con mình là suốt 16 năm, mà một cái hoàn cảnh thì rất là nhiều người ở đây thì đã biết trong Hương rồi, là con nó phải bong ẩm và phải đổ sữa vô bụng, rồi phải thở bằng oxy, rồi phải nằm trên giường suốt luôn, không có đi đứng, không có nói chuyện gì được hết, như một người bại mà không có biết.
như một cây gỗ. Thì cái điều đó, đó nó cũng là cái mà khó khăn cho Hương. Mà Hương cũng nhớ cái câu chuyện là mình chỉ biết vâng phục và vâng lời thôi. Thì khi mà mình chỉ dùng hết cái tình thương của mình, những điều gì mà Chúa ban cho mình, có sức lực, có thời gian để chăm sóc, thì mình cứ tiếp tục làm điều đó. Thì cái điều đó là cái điều mà Chúa huấn luyện cho mình, để cho mình được có cái passion và có cái sức mạnh. Giống như là Chúa biểu một người đó đẩy cái cục đá đi, mặc dầu là đẩy không nổi, nhưng mà người đó vẫn cứ trung tín, vẫn cứ tiếp tục đẩy. Thì lúc đó phát hiện là cái tay của mình, cái cơ bắp của mình nó được tăng lên và nó được khỏe hơn nữa. Thì những cái điều đó là cho Hương áp dụng. Và mình chỉ biết tạ ơn Chúa vì mọi chuyện của mình đó. Thì Chúa có tể trị, Chúa có quan phòng và Chúa có chăm sóc mình. Thì mình chỉ nương cậy nơi Chúa thôi. Và một điều nữa, trải qua trong cái sự chia ly của Hội Thánh, thì Hương cũng nhói lòng lắm khi mà nghe chị Lượm gửi lại những điều đó. Thì trong Hương cũng trải qua bao nhiêu cái sàn sẩy, nhưng mà mọi sự Chúa có sắm sẵn và có cho, Chúa có chương trình tốt cho mình. Khi mà ra đi, khi mà những anh chị em hợp lại với nhau, mình thấy ôi những ngày vui, những ngày sống yêu thương nhau quá. Nhưng mà đó chưa có đủ, Chúa muốn trang bị mình hơn, ở một cái mức cao hơn, giống như là một cái mùa mới vậy đó. Thì trong sách truyền đạo, phải không? Hương nhớ là có thời có kỳ đó sư. Trong sách truyền đạo hay là gì ta quên rồi. Mỗi lúc đều có thời có kỳ của nó, kỳ hợp, kỳ tan, kỳ vui, kỳ buồn. Thì trong Hương đã trải qua hai lần như vậy. Thì rất là buồn. Lúc xưa mình không biết và mình không có trang bị là Chúa không hiểu, không biết. Mà mình buồn lắm, mỗi lần như vậy mình tổn thương và mình bị vấp phạm. Rồi mình bị mất một thời gian rất là dài để mà mình hoàn chỉnh lại. Rồi Chúa thương, thì Chúa thương cho tới cái cuối cùng. Thì sau những năm gần đây, Hương cũng lại trải qua một chuyện nữa. Thì lúc đó con vừa mất, vợ chồng thì chia tay. Rồi bao nhiêu cái đau buồn, thì Hương cứ nghĩ là Hương sẽ đi nơi khác để Hương làm lại cuộc đời của mình, sinh sống lại và làm quen lại với những người mới mà mình chưa hề biết. Nhưng mà lúc đó Hương nhớ chị Diễm có nhắc với Hương một câu là khi mà Hương được vững vàng á, thì Hương đi, thì chị với Mục Sư Đông sẽ yên lòng hơn. Chứ còn trong lúc này em đang bị nhiều cái tổn thương, em đang trong cái sự yếu đuối như vậy mà đi thì chị không có yên tâm. Thì Hương cứ suy đi nghĩ lại và Hương dùng cái lời đó để cầu nguyện Chúa. Thì xin Chúa giúp đỡ cho mình để mà mình thông hiểu được ý của Chúa là như thế nào. Thì khi Hương đến với vườn nho thì Hương được cái sự chăm sóc rất là đặc biệt. Và giống như lời chị Diễm hồi nãy nói, thì Hương nhớ lúc đó Mục Sư Đông và chị Diễm có nhắc với Hương là mục sư với chị cũng giống như là người y tá chăm sóc cho những người bệnh đó. Và khi mà họ có những cái khỏe mạnh rồi thì họ trở về nhà của họ hay họ đi một nơi nào đó, thì cái chuyện đó mình chỉ là nơi, cái mục sư với chị Diễm cũng giống như nơi mà ở bệnh viện mà chăm sóc cho những người bệnh thôi. Chăm sóc những cái vết thương, những cái tổn thương đó. Và những điều đó làm cho Hương học hỏi và Hương im lặng và từ từ để mà mình dưỡng bệnh, mình gây dựng lại chính mình nữa. Thì mỗi điều, mỗi ngày khi mà Hương đến thì Hương thấy Hội Thánh dẫn Hương đến nơi này thì ai cũng rất là thông hiểu lời Chúa. Và so với những Hội Thánh trước Hương đến thì cái mức mà thuộc linh rất là cao. Thì Chúa thấy Hương cần phải lên một cái level mới rồi, lên một cái bước mới rồi. Thì Hương thấy cái sự hiểu biết lời Chúa cũng rất là cao, ai cũng được hiểu rất là cao. Và mình được giống như là
dầu mà được dầu của Aaron sức từ trên đầu mà chảy xuống gót chân người chúng xuống đến trong áo người là như vậy đó. Thì Hương thấy mục sư Đông, chị Diễm, gia đình của Thiên Ân, Thúy Vi và nhất là Thúy Vi, mỗi khi Thúy Vi chia sẻ lời Chúa cho những lớp học Kinh Thánh, và mỗi lần em chia sẻ thì Hương nhận lãnh được rất là nhiều ở những cái ý của em muốn nêu ra, và lời Chúa đầy dẫy trong TV và cũng có sự khôn ngoan nữa, và cộng thêm cái tình yêu thương. Thì hôm đấy một người mà cảm thấy là nhỏ nhất trong hội thánh mà đã được ơn như vậy và được sự sức giàu và hiểu biết lời Chúa như vậy, thì cái đó cũng là một cái sự khích lệ cho Hương. Rồi cộng thêm những lúc trước thì có hai chị em và rất là thân thương và như là tình ruột thịt. Vui lắm khi mà mình được cùng nhau trang bị lời Chúa, tăng trưởng trong thuộc linh, và tình yêu thương mình cũng được tăng trưởng nữa. Thì đến một lúc có những cái việc xảy ra thì lại có cái sự chia lìa khác. Thì Hương cảm thấy nó cũng hụt hẫng, cũng rất là buồn lòng, và thấy sao mà cứ lòng vòng những điều như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa nhắc hơn một điều là mình chỉ nhìn chăm nhìn xem lên Chúa là đấng là cội rễ cuối cùng của đức tin, chứ không phải là mình chỉ nhìn chung quanh mà mình có những cái vui cái buồn tùy theo cảm xúc của mình. Mình thương thì mình cái gì mình cũng có thể nói, thế chừng mình có cái gì bực mình đó thì mình lại nói cay nói đắng hay nói lời ác, thì cái điều đó không có đẹp lòng Chúa. Cho nên mọi điều xảy ra trong cuộc sống của mình, trong hoàn cảnh của mình đều có sự tẩy trị của Chúa, và Chúa là đấng sẽ đem lại cái điều tốt nhất cho mình chứ không phải chỉ là tốt thôi. Thì qua những ngày tháng đó Hương học hỏi được rất là nhiều, thì cảm ơn Chúa đã dùng Hội Thánh Vườn Nho, nơi mà Hương cảm thấy an toàn, bình an và trang bị cho Hương. So với 20 năm bước đến Hội Thánh Chúa, cái sự hiểu biết trong lời Chúa Hương không có. Nhưng mà trong thời gian gần đây 3 năm nay, mỗi ngày Chúa giúp cho Hương, Thánh Linh mở mắt cho Hương, mở lòng Hương, có sự thông khôn ngoan và nhớ và có khao khát và muốn được trang bị lời Chúa hơn. Điều đó Hương cảm ơn Chúa và cảm ơn Hội Thánh Vườn Nho đã giúp đỡ Hương trong những năm tháng vừa qua. Và cũng giống như là những anh chị em cũ hay mới, Hương cũng đều rất là yêu thương, và mỗi khi ai đến với Hội Thánh mình thì cái tình yêu thương đó nó sẽ, Hương cứ muốn tiếp tục mỗi người đều góp một phần, góp một tay để mà dang rộng cái cánh tay dài của mình ra. Bởi vì mình là, khi mà Chúa chọn mình thì mình sẽ là ống dẫn cho nhiều người xung quanh chứ không phải là chỉ một nơi đó thôi. Cho nên cái tình yêu thương chẳng hề Hương mất bao giờ. Thì cái điều đó luôn luôn Hương cứ mang, và Hương muốn thấy được ai cũng yêu thương nhau như là Chúa đã yêu thương mình vậy. Cảm ơn Chúa về điều này. Và một phần nữa, khi mà hồi nãy Hương nghe chị Diễm nói với cái sự tâm tình của chị Diễm với lại mục sư Thắng ở Việt Nam, thì 2 năm trước khi mà Hương đến Việt Nam thì có đi dự một đám cưới của anh em ở tại trung tâm Nixi, chỗ mục sư Lê Minh Phương, thì anh Thắng chở tới Hương với Kim Huệ. Thì khi mà không có chương trình gì hết, khi mà anh Thắng thấy cái sự vui nhộn thì anh Thắng muốn lên tôn vinh Chúa một bài, thì anh Thắng nhảy lên trên là sân khấu, là anh Thắng tự đàn và tự hát. Thì mọi người ở dưới này lúc đó có khen nói vào, thấy anh Thắng nhiệt huyết rồi ca ngợi Chúa, có tấm lòng ca ngợi Chúa. Thì lúc đó trong bàn cũng có rất là nhiều mục sư, thì Hương có nghe được cái điều này. Và khi hôm nay chị Diễm nhắc đến điều này thì Hương thấy dường như Chúa đã sắm sẵn trên hành trình của mình. Đôi khi mình đã không thấy những cái chuyện đó, mình không ngờ những cái chuyện đó nó sẽ đến với mình, nhưng mà Chúa đã sắm, là Chúa đã chọn sẵn rồi. Thì nó gợi lại một cái gì đó, nó tương tự thôi.
Ồ, rồi một ở hôm giống như ở hôm chị Diễm với chị Mai Trinh và Hương, có ba chị em có nhắn tin qua lại với nhau thì khích lệ nhau. Thì hồi xưa Hương nhớ là cái chương trình iSOM Hương chưa hề nghĩ tới, mặc dầu đã biết, nhưng mà Hương không có nghĩ đến là mình cần muốn để học hỏi thêm. Mình chỉ thấy mình như vậy, mình làm công việc ở nhà Chúa như vậy là đủ rồi. Mình tích cực, mình luôn luôn giăng tay áo cho công việc nhà Chúa bất cứ chuyện gì. Nhưng mà lời Chúa thì Hương không có, Hương không có trang bị điều đó. Nhưng mà sau những năm tháng này thì bỗng nhiên Chúa cũng đụng chạm lòng của Hương, là Hương giống như cái câu mà chị Diễm từng nhắc Hương á, mình có thể an ủi một người nào đó bằng cái lời của mình, cái lời khôn ngoan của mình thôi, nhưng mà mình không có dùng lời Chúa thì nó sẽ không có được bền bỉ đâu em. Thì Hương nhớ cái điều này. Ví dụ như những điều mà mình nói để hài lòng người đó rồi xong rồi thôi, nhưng mà lời Chúa nó sẽ vững vàng một chấm một nét không hề thay đổi. Thì cái điều đó cũng đã nhắc nhở Hương trong những ngày tháng qua. Thì Hương lại khao khát trưng cầu với Chúa là Hương cần được trang bị lời Chúa hơn, để con có lời Chúa khi mà Hương làm điều gì thì dùng lời Chúa để mà an ủi, khuyên lơn, khích lệ, với lời của Chúa được vững vàng, được đâm sâu băm rễ, chứ không phải là chỉ là lời khôn ngoan của môi miệng của mình để mà nói ra để cho vui lòng hài lòng nhau, thì nó sẽ không có được động lại và không có gây dựng được điều gì hết. Thì điều đó đã nhắc nhở Hương rất là nhiều. Thì tối hôm qua Hương có chia sẻ với chị Trinh và chị Diễm là cái chương trình học iSOM. Hương nghe chị Trinh đã học chương trình này rất là lâu, thì Hương tình cờ Hương thấy trên YouTube đã bắt đầu dạy, thì Hương cũng có cái điều khao khát đó. Thì Hương cảm ơn Chúa về những điều mà Chúa đặt để mỗi một ngày Chúa cho mình có một cái nhìn lớn hơn, tốt hơn, và mình có cái sự tích cực hơn và bước đi mà cái sự bình an. Khi mà mình không có bình an thì mình chỉ thấy là mình không có làm được những điều mà mình nghĩ là nó sẽ vững vàng. Mình chỉ thấy là hôm nay mình có thể mình nói chuyện vui một chút, ngày mai mình sẽ buồn thì mình sẽ nói cái chuyện buồn, thì nó không có như vậy. Nhưng mà chỉ là lời Chúa rõ ràng là không hề thay đổi. Trong Hương là những điều của ngày tháng qua mà cuộc sống Hương đã bước qua và đã trải nghiệm được ở những cái gì mà Chúa dạy dỗ Hương, thì hôm nay Hương cũng muốn chia sẻ. Và trong cái luồng chảy chị Diễm và chị Lượng thì Hương có vài lời thôi ạ. Cảm Amen. ơn Chúa, cảm ơn Vọng Khanh đã lắng nghe. Bây giờ Hương rất Amen. hết Cảm ơn giờ Chúa. rồi ạ. Cảm ơn Tiến Xin lỗi Hương. ông Tiến Hương sư. nói tới chưa cũng được nữa. Ừ. Xin lỗi Vọng Khanh. Cảm ơn. Cảm ơn Tiến Hương. Tiến Hương nói tới chưa cũng được nữa. Không sao. Đó. Cảm ơn Nói Chúa tới về tối tâm được tình của luôn. mình. Bà nội nói tới tối được luôn. Vâng. Bây giờ chúng ta cùng hiệp ý với Diễm ha. Mà Hồng, cô Hồng Diễm có thể cầu nguyện được. Cảm ơn Chúa về sự thông công sáng hôm nay rất là quan trọng ở trong vòng canh, trên tinh thần là chúng ta làm theo lời Chúa. Câu đầu thứ nhất đoạn 14 câu 26 vừa rồi. Vâng, cảm ơn Tuyến Hương, cảm ơn những tâm tình của chị Lượm trong nước mắt, trong bài hát trong nước mắt rất là cảm động luôn. Xin chúng ta cùng hiệp một với cô Diễm. Amen. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Hallelujah, cảm ơn cái Chúa. thời gian quý báu trôi qua, Ngài cho chúng con trải lòng tâm tình và tất cả một mục đích là chúng con hướng về Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu không có phòng cầu nguyện thì chúng con biết bộc bạch và trải lòng với ai đây? Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa sắm sẵn cho chúng con một nơi giống như một cái thành trú ẩn để chúng con có thể đến để nghe, để chia sẻ, để cầu thay cho nhau. Điều đó vô cùng quan trọng để chúng con được vững vàng hơn, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay. Chúa hài lòng, đẹp lòng về những gì mà chúng con nói. Và Chúa ơi, xin Thánh Linh Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con trong mọi việc. Một ngày hôm nay được bình an, được sức mới của Chúa, được khỏe mạnh, được mạnh mẽ hơn trong sự hầu việc Chúa, và được vững vàng đức tin mình nương cậy nơi lời của Chúa. Và buổi tối hôm nay chúng con có buổi học Kinh Thánh, xin Chúa ở cùng dẫn dắt. Chúa ơi,
đừng để chúng con nói ra những lời văn tự, đừng để chúng con nói ra những cái điều trong cái ý riêng của mình. Bàn là sự dẫn dắt của Thánh Chúa để chúng con càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn nữa, yêu mến lời của Chúa nhiều hơn nữa, khao khát nhiều hơn nữa, để chúng con được vững vàng, để có thể gây dựng nhau, nâng đỡ nhau bằng lời của Chúa, bằng đức tin của mình nơi lời của Chúa nữa. Cảm ơn Chúa. Chúc sức khỏe cho tất cả ông bà em chúng con buổi sáng hôm nay được một ngày bình an, được sức mới Chúa ban để tiếp tục sống và làm sáng danh Chúa. Amen. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời cầu nguyện của tất cả.